Nhân dịp năm mới 2019, Thắng ơi xin gửi tới anh chị em và các bạn lời chúc năm mới, sức khỏe, thành công, năm mới nhiều thắng lợi mới, sang một năm 2019 đầu tư thắng lợi hơn, nhiều thành công hơn. Thưa với anh chị em và các bạn, vui nhưng không quên nhiệm vụ. Trong buổi sáng đầu năm 2019, chúng tôi xin được chia sẻ với anh chị em và các bạn một vài vấn đề cần lưu ý cho năm 2019 để quý anh chị em và các bạn có một cái góc nhìn cho việc đầu tư kinh doanh thắng lợi hơn, thành công hơn trong năm 2019. Điểm đầu tiên, chúng tôi xin gửi lời chúc anh chị em và các bạn luôn mạnh khỏe. Tuy vậy, để luôn mạnh khỏe, để luôn có một cái đầu khá là thông minh trong việc ra quyết định đầu tư, chúng tôi xin khuyến cáo anh chị em và các bạn đầu năm vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ. Chúng ta nên hạn chế uống bia rượu bởi vì cái nghề và đặc điểm nghề của chúng ta liên quan tới đầu óc, liên quan tới những cái quyết định đầu tư. Do đó chúng ta nên uống ở mức độ vừa phải để không bị ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như ảnh hưởng tới cái thần kinh của mình. Do là chúng ta phải giữ cái trạng thái tinh thần tốt trong cái việc làm ăn cho năm 2019. 2019 là năm con heo vàng. Đây là một trong những cái năm sẽ có rất nhiều những biến động khó lường và chúng ta sẽ cần phải có những cái sự tỉnh táo trong quá trình tham gia kinh doanh, đầu tư. Và năm 2019 là một trong những năm mà chúng ta sẽ đón những cái thông tin liên quan tới việc cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung liệu có dừng lại tại ngày mùng 1 tháng 3 hay không, hay sẽ tiếp tục leo thang. Chúng ta sẽ đón những cái luồng tiền từ các ngân hàng trung ương của Mỹ hay là của châu Âu cũng như là ngân hàng trung ương của các nước trên toàn thế giới liệu sẽ tiếp tục thắt chặt tiền tệ hay sẽ bơm tiền. Năm 2019 cũng sẽ là năm chúng ta đón những cái vận hội mới. Tuy nhiên, trước khi nói về những cái vận hội mới trong năm 2019 thì chúng tôi xin được điểm qua một số cái dấu mốc rất là quan trọng của năm 2019 dưới các góc nhìn là kinh tế Việt Nam và những cái cơ hội cần phải quan tâm và lưu ý. Thì chúng ta có những cái điểm cần lưu ý như sau. Điểm lưu ý thứ nhất chúng ta cần phải thực sự quan tâm đó là cái câu chuyện thu hút dòng vốn nước ngoài đón đầu của việc nâng hạng năm 2019 thì chúng ta sẽ có thể sẽ đón đầu cái việc nâng hạng thị trường từ MSCI. Qua đó thì sẽ giúp thu hút dòng vốn tiền đầu tư vào Việt Nam năm 2019. Thì đây là một trong những cái sự kiện đầu tiên mà chúng ta sẽ có thể sẽ được đón vào tháng 8 hoặc tháng 9 năm 2019. Điểm thứ hai đó là sự thay đổi thứ tự trong rổ VN30 và sẽ có những cái thay đổi rất là lớn. Dự báo sẽ có ảnh hưởng lớn đến VN Index trong năm 2019 do các cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn dự kiến được đưa vào rổ vào quý 1 năm 2019 và gần đây nhất đã có một vài cổ phiếu đưa vào rổ. Do đó cái chỉ số VN30 sẽ bớt đi cái sức ảnh hưởng của một số trọng số quá lớn trên thị trường. Điểm thứ ba đó là cái kế hoạch niêm yết cổ phần hóa và chuyển sàn dự kiến sẽ được thúc đẩy nhanh hơn và mạnh hơn so với năm 2018. Thì năm 2019 thì chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy một số các cái cổ phiếu tiếp tục được lên sàn. Và cái thứ tư chúng ta cần phải nói tới đó là cái cơ hội thoái vốn của nhà nước tại các doanh nghiệp đầu ngành sẽ mạnh hơn. Trong đó thì sẽ có các cái công ty bao gồm như là Veracera, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Hóa chất Việt Trì, Cơ bản miền Nam, Bột giặt, Net, Lít và rất nhiều các doanh nghiệp khác chúng ta sẽ đón đầu. Thứ năm là nhóm cổ phiếu mid cap và các cái câu chuyện sẽ của các cổ phiếu nhỏ này, vừa và nhỏ sẽ được quan tâm nhiều hơn. Thứ sáu chúng ta cần phải quan tâm tới các cái nhóm cổ phiếu phòng thủ bởi vì năm 2019 sẽ là năm được dự báo đó sẽ là một năm dành cho những con tàu lớn có thể ra khơi đánh bắt và thu hoạch những mẻ cá lớn trước một cơn bão lớn có thể sẽ xảy ra trong thời gian sắp tới. Đó là những cái ước lượng nếu như tình hình kinh tế thế giới và đặc biệt là chiến tranh thương mại Mỹ Trung không ngừng tại ngày mùng 1 tháng 3, tức là không đạt được bất kỳ một cái đàm phán nào hoặc là những đàm phán chỉ mang tính chất gọi là thủ tục. Sẽ là một trong những cái thời điểm rất là khó khăn cho năm 2000 nửa cuối 2019 đầu 2020. Và thưa với anh chị em và các bạn thì chúng ta cũng lấy những ngày đầu năm như thế này
để chúng ta cùng nhau điểm qua và nhắc lại nhắc nhau những vấn đề cần phải lưu tâm, rất đặc biệt lưu tâm trong cái tác động rất là mạnh mẽ tới nền kinh tế toàn cầu. Nếu như các ngân hàng trung ương các nước ngừng lại trong việc thắt chặt tiền tệ và có thể sẽ là đầu mối để thu gom và mua đầy cái dòng tiền vào trong thị trường, thì sẽ có thể sẽ một một cái đợt sóng của năm 2019 là một đợt sóng lớn, một những mẻ cá lớn trước một cơn bão lớn đã và sẽ tiếp tục diễn ra tại thị trường chứng khoán trên toàn cầu. Tuy vậy, chúng ta cần phải lưu tâm bởi vì cơn sóng này nó không đến từ sức khỏe kinh tế, nó có thể sẽ đến từ bơm tiền của một số nước hoặc là các ngân hàng trung ương của các nước sẽ đứng vai trò là một tổ chức lớn đứng ra mua và gom hỗ trợ cho cái thị trường tài chính nói chung và thị trường nền kinh tế toàn cầu nói riêng. Sorry, nền kinh tế toàn cầu nói chung và thị trường tài chính nói riêng. Ở đây chúng ta không khó để nhận ra rằng là Fed là một trong những đầu mối có thể sẽ ngừng trong cái câu chuyện là tăng lãi suất và sẽ quay lại với cái chế độ chính sách tiền rẻ. Trước đó, POC là kinh tế một trong những cái đơn vị mà có thể sẽ tiếp tục nới lỏng tiền tệ của Trung Quốc trong thời gian sắp tới. POC dự báo thì có thể sẽ nền kinh tế Trung Quốc trong những thời gian sắp tới sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Do đó thì ngân hàng trung ương Trung Quốc sẽ tiếp tục có thể sẽ bơm tiền hoặc là sử dụng những cái chính sách tài khóa để có thể đưa một số chính sách hỗ trợ thị trường tài chứng khoán Trung Quốc và thị trường và kinh tế Trung Quốc. Tiếp theo sẽ là việc rời khỏi Brexit, rời khỏi châu Âu của Anh thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cái sự tốc độ phát triển và tăng trưởng kinh tế của khối Liên minh châu Âu, và đây cũng là một thứ mà ECB sẽ có thể sẽ bắt đầu ngưng cái chính sách thắt chặt tiền tệ trước đó và tiếp tục bơm tiền vào nền kinh tế. Điểm thứ tư đó là điểm kinh tế của Nhật Bản phục hồi nhưng còn khá là chậm thì sẽ dẫn tới có thể ngân hàng của Nhật sẽ cũng hỗ trợ vào nền kinh tế và các cái chính sách hỗ trợ cho năm 2019 rất có thể sẽ tương đồng với năm 2009 và đây sẽ là nguồn cơn của cái việc tăng và thúc đẩy cái thị trường tài chính của những nước đã suy giảm trước đó, gồm có các nước, các thị trường mới nổi, thị trường Trung Quốc, thị trường Nhật Bản. Có thể nền kinh tế của Mỹ nếu như Fed ngừng tăng lãi suất thì sẽ tiếp tục được support và đẩy giá cổ phiếu của các thị trường của Mỹ tiếp tục tăng thêm một nấc nữa. Và theo dự báo một số cái nguồn tin đáng tin cậy từ phía Mỹ thì chúng tôi biết rằng nhiều dự báo cho rằng là thị trường của Mỹ có thể sẽ tiến xa hơn so với mức hiện tại từ 10 tới 15% trong thời gian sắp tới. Do đó thì đây sẽ là cái động lực chính, nhiều khả năng sẽ là động lực chính thúc đẩy. Tuy vậy, chúng ta cần phải theo sát những cái biến động bất thường của tác động kinh tế cũng như là những cái ảnh hưởng của việc can thiệp vào Venezuela của Mỹ cùng với việc thắt chặt hay là nới lỏng tiền tệ của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu. Và đây cũng là một cái điểm cần lưu ý cho năm 2019 đặc biệt quan trọng, đó chính là đây không phải là cơ hội cho những gọi là những con tàu nhỏ và những cái con tàu không có đủ cái tốc độ, cái mã lực để có thể tham gia vào những cái cuộc chơi trước những cơn bão lớn, bởi vì chỉ cần sơ suất thì cơn bão có thể bất kỳ ập tới bất kỳ lúc nào và sẽ cuốn phăng đi tất cả những cái thành quả của những nhà đầu tư nhỏ cũng như là những đơn vị nhỏ, những con tàu nhỏ có không đủ sức để chống chịu với sóng gió trong những đợt mà gọi là những cơn sóng, những cơn bão lớn có thể ập tới. Và đây chỉ là những cơ hội cho những tổ chức tài phiệt, những tổ chức gọi là có tính đầu cơ cao trên thị trường cũng như là những tổ chức lớn tận dụng cơ hội để gom hàng và bán trả cái lượng hàng này lại cho các ngân hàng trung ương. Do đó thì chúng tôi không khuyến nghị quý anh chị em và các bạn quá chỉ là năng động trong năm 2019. Dưới góc nhìn phong thủy, năm 2019 là năm con heo. Đã là heo, đã là lợn thì nó rất là đơn giản thôi. Đó là ăn no rồi lại ngủ thôi, không cần phải quá vận động quá mức và chúng ta hiện đang ở đâu thì nên ở đó. Chúng ta đang làm công ăn lương ở một doanh nghiệp nào đó thì nên cố gắng bám trụ với doanh nghiệp, tìm mọi cách, tìm mọi giải pháp để đồng hành và song hành với doanh nghiệp. Không nên tìm kiếm các cơ hội dịch chuyển do cái sự khó khăn của nền kinh tế có thể tác động lên đồng lương cũng như là những công việc của quý anh chị em và các bạn.
chúng ta tuyệt nhiên hạn chế di chuyển. Về góc độ đầu tư, chúng ta hiện đang ở đâu, tiền bạc đang như thế nào thì chúng ta cũng nên để nguyên ở đó, hạn chế tối đa trong cái câu chuyện dịch chuyển quá mức hoặc là giao dịch thái quá trong năm 2019. Rất dễ sẽ gặp những cái tình cảnh mà gọi là khó khăn cho quý anh chị em và các bạn, nếu thực sự anh chị em và các bạn không phải là tổ chức lớn, không phải là những người am tường và thấu hiểu được cái sự vận động của nền kinh tế trong năm 2019 và thị trường tài chính năm 2019 biến động khôn lường. Có thể thị trường sẽ lên rất mạnh, cũng có thể thị trường sẽ giảm rất sâu. Việc tăng giảm và tạo ra những cái dư địa rất là cao sẽ là cơ hội lớn cho những nhà đầu tư năng động và có cái sự hiểu biết, chấp nhận rủi ro cao. Tuy vậy, nó lại là cái bài một cái liều thuốc đắng cho những nhà đầu tư thiếu năng động. Và khuyến nghị cuối cùng của chúng tôi là với những nhà đầu tư cá nhân không có nhiều kinh nghiệm trên thị trường, cả thị trường chứng khoán, bất động sản và các thị trường khác, thì chúng ta đang ở đâu nên ở dừng ở đó. Tài sản của chúng ta nên được lưu giữ và cẩn thận, giữ gìn chặt chẽ cũng như là hạn chế trong cái câu chuyện giao dịch, dịch chuyển trong năm 2019. Cuối cùng trong cái chương trình chúc Tết năm 2019 đầu xuân, xin một lần nữa gửi tới quý anh chị em và các bạn sức khỏe, tiền bạc có thể sẽ không cần kiếm quá nhiều trong năm 2019, nhưng hãy cố gắng, hãy giữ lấy một cái tâm trạng tốt, giữ lấy những thành quả mà chúng ta đã đạt được trong những năm trước đó, và điều tốt đẹp nhất sẽ đến với quý anh chị em và các bạn trong năm 2019, và cũng mong rằng video này sẽ đem lại những hữu ích, những cái lưu ý đáng quan tâm cho quý anh chị em và các bạn trong năm 2019. Nhớ đừng quên và hãy lưu tâm tới những video đầu năm chúc Tết và nhắn gửi của nhóm chúng tôi. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn. Cố gắng nếu được thấy video hữu ích, hãy like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh. Những anh chị em và các bạn nào đã đăng ký kênh rồi thì vui lòng ấn vào cái chuông để có thể nhận được những video mới hữu ích mỗi ngày. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong một chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý anh chị em và các bạn rất nhiều.